bus. Đám cháy ở nhà vịt. Xin chào, đây là cảnh sát trưởng Labrado. Cứu, cứu với cảnh sát trưởng. Tôi là bà vịt đây, nhà chúng tôi đang bị cháy. Quát, quát, quát. Xin đừng lo, tôi sẽ gọi xe chữa cháy trước và chúng tôi sẽ tới ngay. Cháu trai đáng thương của tôi bị cháy rụng mất cả đuôi rồi. Xin hãy giúp chúng tôi. Các anh phải bắt bằng được kẻ đã phóng hỏa. Ý bà là có người đã cố ý gây ra cháy sao? Dĩ nhiên rồi, cảnh sát trưởng. Anh biết không, lần trước chính ngựa vàn phơi mấy đôi tất thối của cậu ấy trên lò sưởi mới gây ra cháy. Đúng thế, chắc chắn lần này cũng do ngựa vàn gây ra. Tôi suýt nữa thì bị nước chín đấy. Không, không, không phải tôi. Tôi thề đấy, tôi đã không làm như thế lâu lắm rồi. Đây, mọi người nhìn đi. Tất cả tất của tôi ở đây. Đừng lo, chúng tôi sẽ tìm ra sự thật. Dobby, chúng ta đi kiểm tra nhà ngựa vằn nào. Đã rõ. Chỉ có chiếc võng bị cháy thôi, chứng tỏ đây không phải là nơi phát sinh vụ cháy. Chúng ta kiểm tra nhà ếch nào. Báo cáo, thứ duy nhất bị cháy ở nhà ếch là tấm rèm cửa. Vậy có nghĩa không phải là ngựa vằn và ếch gây ra vụ cháy này. Vậy chỉ còn nhà vịt nữa thôi. Trong nhà này bị cháy nặng nhất. Đây chắc chắn là nơi vụ hỏa hoạn xảy ra. Có vẻ như tôi đã tìm ra bằng chứng. Tôi đoán câu trả lời nằm dưới gầm giường. Đã đến lúc tôi thể hiện dưới đây. Một chiếc vật lửa. Là đây rồi. Đồ chơi của cháu. Hóa ra chính bé vịt đã là người gây ra vụ cháy này. Cái gì? Sao lại như thế được? Này bé vịt, lúc nãy cháu đã chơi với đồ chơi này như thế nào? Lúc nãy cháu chơi như này này. Trời đất ơi, hóa ra là như vậy. Ôi trời, không thể tin được. Bé vịt, đây là một chiếc bật lửa, nó không phải đồ chơi đâu. Lửa rất nguy hiểm, cháu không bao giờ được chơi với nó đâu nhé. Cháu xin lỗi, cháu sẽ không bao giờ chơi với lửa nữa. Nếu cháu còn chơi với lửa, cháu sẽ thành con vịt quay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn.
bạn nhỏ, tuyệt đối không được chơi với lửa. Lửa rất nguy hiểm. Các vị phụ huynh, những vật dụng nguy hiểm như bật lửa và diêm luôn phải được đặt xa tầm tay của trẻ em. Và nếu phát hiện ra đám cháy, hãy nhanh chóng gọi tới số 114 để được trợ giúp ngay nhé. Gà con mất tích. Mình không thể nhịn nổi nữa rồi. Anh ơi, em muốn ăn kem. Em muốn ăn kem. Đợi, để anh một chút thôi nhá. Vâng ạ. Kem ngon. Kem ngon. Mình sắp được ăn kem ngon rồi. Này anh bạn nhỏ, chú biết có một cửa hàng kem ngon cực kỳ luôn. Chú đưa cháu đến đó nhé. Nhưng cháu không biết chú là ai. Cháu không đi với chú đâu. Thôi nào, chú là bạn của ba mẹ cháu mà. Cháu không nhớ ngày xưa, chú chả bế cháu mãi còn gì. Đi thôi nào cháu yêu. Không thì mấy vị kem ngon nhất sẽ bị hết đấy. Nào, giờ chúng ta đi mua kem thôi. Em của mình đâu? Nó mất rồi nhờ. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador xin nghe. Cảnh sát trưởng Labrador, cháu bị lạc mất em trai cháu rồi. Cháu phải làm sao đây? Cháu đừng lo, các chú sẽ tới đó ngay đây. Cảnh sát trưởng Labrador, cháu vừa mới đi vệ sinh ở đằng kia xong, nhưng lúc cháu ra thì em trai cháu biến mất rồi. Xin hãy giúp cháu tìm em với. Cháu đừng sợ, không có vụ án nào mà chú không thể phá được. Gà con ơi. Đó là đầu chơi của em trai cháu mà. Tức là em của cháu đang ở gần đây. Chúng ta đi tìm tiếp thôi. Được. Người đàn ông kia trông thật khả nghi. Hắn ta liên tục tìm thứ gì đó. Chắc chắn hắn đã giấu gà con đi. Đứng lại đó. Ôi không, đây không phải là gà con. Cậu nói cái gì vậy? Đây là biếu của tôi mà. Nếu có vấn đề, cậu có thể yêu cầu tôi tử tế. Mà tại sao lại xem quần áo của tôi chứ? Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi. Lạc đà, anh có thấy một bé gà nhỏ có khuôn mặt bầu bĩnh và đội một chiếc nón kẻ không? Tôi nghĩ là... đúng rồi, tôi có thấy. Cậu bé đi cùng với một con cáo đỏ và đã đi vào trong rừng rồi. Không ổn rồi, tên cáo đỏ đấy có thể là kẻ bắt cóc. Chúng ta cần phải tìm ra hắn ngay. Ở đây có đến ba lối đi. Anh nghĩ đi đường nào mới đúng? Ở đây có rất nhiều bùn, vì thế bọn họ chắc chắn sẽ để lại dấu chân. Chúng ta hãy tìm dấu chân của họ. Đã thấy, ở đây có dấu chân của cáo đỏ và gà con. Họ đi lối này. Đi nào. Chúng ta đã đi quá xa khỏi hàng bán kem rồi. Cháu không muốn ăn kem nữa đâu. Cháu muốn về nhà cô. Nhà cháu không về nhà được đâu. Chịu tôi với. Nhất là giơ tay lên. Cảnh sát trưởng Labrador. Hey.
Không ai có thể chạy thoát khỏi tôi được đâu. Hãy giải hạn đến đồn cảnh sát. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, khi ở ngoài đường không được đi lang thang một mình hoặc nhận đồ từ người lạ. Nếu họ nói họ sẽ đưa cháu về nhà, hãy nói không được. Và nếu họ đe dọa cháu, đừng bao giờ ngần ngại mà hét lên hoặc nhờ những người xung quanh giúp đỡ. Hãy luôn nhớ những quy tắc này nhé. Ai là kẻ lái xe rắc rối? Wow, anh ấy thật là tuyệt vời. Zoom zoom ao ao gì? Có chuyện gì vậy? Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador xin nghe. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi là Châu đây. Đã có người đâm vào xe của tôi. Gì cơ? Đừng lo, chúng tôi sẽ tới đó ngay. Anh Châu. Cảnh sát trưởng Labrador, anh nhìn đây này. Xe của tôi đã đỗ gọn ở chỗ này rồi, vậy mà vẫn có người quẹt phải được. Xe của tôi mới cứu luôn đây. Anh Châu này, anh có nhìn thấy ai đi qua không? Khi tôi bước ra khỏi xe, người đó đã đi mất rồi, tôi không thấy ai cả. Anh Châu đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Sau khi xem xét kỹ vết này, đây chắc chắn là vết do ô tô gây ra. Tôi tìm thấy rồi. Có chuyện gì vậy? Khi hai xe ô tô va chạm, chúng có thể sẽ để lại vết sơn trên xe còn lại. Nhìn đây này. Đó hẳn là một chiếc xe màu vàng sáng. Một chiếc xe màu vàng sáng á? Tôi nhớ là chiếc xe đua của báo đốm có màu như vậy. Chắc hẳn là báo đốm rồi. Chúng ta vẫn cần phải hỏi anh ấy trước đã. Tôi sẽ đi tìm anh ấy và hỏi anh ấy chuyện này. Báo đốm đâu? Thả đây đi. Báo đốm, cậu va vào xe tôi đúng không? Bình tĩnh nào. Anh Châu bình tĩnh trước đã. Tôi ư? Xe của tôi cũng bị va vào đây này. Cái gì? Xe của tôi trong xưởng cả ngày hôm nay, tôi thậm chí không lái nó. Nhưng hãy nhìn này. Trời ơi, xe của tôi. Tôi không biết chuyện đó. Vậy ai đã làm ra chuyện này? Chiếc xe bị va chạm ngay ở trong xưởng ư? Hả? Anh báo đốm, đây là con trai anh đúng không? Đúng vậy. Nó muốn trở thành vận động viên đua xe giỏi nhất thế giới. Dobby, hãy cho tôi xem bức ảnh xe của anh Châu. Đây này. Cả hai xe đều bị va chạm ở tầm thấp. Điều này không thể với những chiếc xe bình thường. Nhỡ như chúng bị va bởi những chiếc xe đồ chơi thì sao? Anh báo, con trai của anh đâu? Thì tôi chưa thấy nó từ sáng đến giờ ấy. Ôi không, báo con có thể đang gặp nguy hiểm. Cái gì cơ? Các
cậu thật là chậm chạp. Xem siêu vận động viên đuôi xe đây. Yahoo! Mau con, cẩn thận. Con yêu, con không sao chứ? Bà rất lo cho con đấy. Chúng ta tìm được thủ phạm rồi. Đó chính là Báo Con. Báo Con, cháu không được lái xe đồ chơi của mình ra đường như vậy. Cháu xin lỗi, cháu không làm thế nữa đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, rất nguy hiểm khi lái xe đồ chơi ra đường. Các bạn có thể gặp tai nạn nữa đấy. Hãy luôn lái xe của mình ở nơi an toàn và luôn có sự theo dõi của bố mẹ nhé. Cuộc gọi nguy hiểm. Wow. Nhìn kìa, là phi thuyền. Cái kem của tôi. Gấu nâu tẩu thoát. Hãy gọi cảnh sát ngay nếu bạn nhìn thấy hắn. Hả? Cảnh sát trưởng Labrador xin nghe. Cảnh sát trưởng Labrador, cháu đã nhìn thấy tên gấu nâu đào tẩu đấy. Cái gì? Hắn ở đâu? Hắn đang trốn ở số 10 đường Hoa Hồng ạ. Hãy trốn và giữ an toàn cho bản thân. Bọn chú sẽ đến ngay. Ở đây toàn là bụi thôi và không hề có dấu chân nào cả. Nơi này đã không được sử dụng rất lâu rồi. Vậy có nghĩa là cảnh sát trưởng Labrador, gấu nâu đang đuổi theo cháu. Cháu đang trốn ở ngay dưới tổ ong. Thấy hắn rồi. Đây không phải là gấu đâu, đây là gấu đen mà. Có chuyện gì vậy cảnh cảnh sát? Tôi tới đây để mua một ít mật ong. Vui quá đi mất. Mị sẽ gọi điện chào các chú cảnh sát lần nữa về gấu nâu. Ta nghe nói cháu đang tìm gấu nâu đúng không? Gấu nâu. Cháu muốn gặp ta có đúng không? Hãy đi theo ta nhá. Xem xét kỹ những cuộc gọi báo giả này thì có vẻ như cáo nhỏ đã trêu đùa chúng ta. Hả? À, cái gì? Cáo nhỏ? Báo ghi giả? Hả? Cảnh sát trưởng Labrador, tên gấu nâu đã bắt cóc cháu rồi. Nói dối? Cháu lại nói dối? Thì là
cháu có biết gọi điện báo giả cho cảnh sát là vi phạm luật không? Đợi đã, tôi nghĩ cáo nhỏ không nói dối lần này đâu. Hả? Hãy nghe tiếng vang và tiếng động cơ này đi. Cậu bé đang bị nhốt trong một chiếc xe. Gấu nâu. Ta pháp ra, ta là gấu nâu. Mọi người đều sợ ta. Mau đuổi theo hắn. Gấu nâu, mau dừng xe lại. Mau dừng lại. Hả? Cảnh sát à? Thật là phiền phức. Hãy xem ta đây. Không, bọn chúng ở ngay sau lưng mình. Phải chạy thôi. Đứng lại đó. Ngươi sẽ không chạy thoát được đâu. Không sao, cháu an toàn rồi. Nhưng hãy nhớ, cháu không được gọi điện báo nguy giả cho cảnh sát để trêu đùa. Cháu xin lỗi ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Gọi điện báo nguy giả cho cảnh sát là vi phạm pháp luật. Nó sẽ làm cho cảnh sát đến sai nơi cần đến. Vì thế, những người gặp nguy hiểm sẽ không nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Các bạn nhỏ, chỉ được gọi cảnh sát khi các bạn gặp nguy hiểm thực sự. Không bao giờ được trêu đùa cảnh sát đâu nhé.